Xin kính chào quý cô chú bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh video của mình. Hôm nay mình lên đây mình chia sẻ với cô chú bác, anh chị và các bạn một cách làm nước mắm theo phương pháp truyền thống, và cách làm này sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên các bạn làm. Quan trọng là các bạn có một cái nguồn cá tốt thôi ạ. Đây là cái chum nước mắm của mình các bạn nhé. Chum này là mình ủ một tạ cá cho một cái chum này đấy. Chum tương đối là lớn. Và mình phải che đậy rất là kỹ để cho khỏi bị nước mưa này, khỏi bị những cái con ruồi nhặng nó vào. Và trước khi mà làm cá này là tất cả những cái chum vại này là đều phải làm rất là sạch các bạn nhé. Phải tráng nước sôi rồi rửa sạch, rất là sạch sẽ luôn. Về các cái đồ dùng để mà ủ những cái đồ lên men này thì đều phải cần như thế. Và khi mình mở ra thế này là rất là thơm các bạn ạ. Và mỗi một lần về là mình phải đảo rất là kỹ lên, xong rồi mình lại buộc kín vào để tránh cho ruồi nhặng nó bay vào. Thì các bạn xem cái chum nước mắm của mình đến nay là mình ủ được 7 tháng rồi, thì nó cũng tương đối tươm rồi. Nhưng với cái cách mà ủ nước mắm truyền thống này ấy, nó cũng 7 tháng rồi cũng chưa tươm được nhiều đâu các bạn ạ. Và thời gian ủ để mà lọc được nước mắm là phải mất 2 năm mình mới lọc ấy, chứ cũng không phải là ít thời gian đâu. Làm nước mắm truyền thống là rất là lâu đấy ạ. Thế và cái cách làm như thế này nhé, không để mất thời gian của các bạn xem thì mình cũng nói luôn cái cách làm này. Đầu tiên là các bạn phải lựa chọn cá. Mình ở đây thì cái biển ở nhà mình là ở gần biển Diêm Điền. Thế cho nên là cái nguồn cá của mình làm nước mắm là ngon nhất là nửa cá nhâm các bạn ạ. Thế còn nếu không có cá nhâm thì sẽ làm cá cơm nhé. Có hai cái loại cá này là thường xuyên là để làm nước mắm. Thì mình cũng đợi đến cái mùa mới mua được cá thì mới làm được. Thì có năm trước ấy, là 2 năm trước, vừa là Covid vừa là cá hiếm là mình cũng không mua để làm được đâu. Mà 3 năm vừa rồi là mình không làm được, mà đến tận năm nay mình mới mua được cá này đấy các bạn ạ. Đấy, cái nguồn cá là phải cá nhâm là ngon nhất, thì nước mắm nó đậm, thì còn không thì là cá cơm. Thế và sau đó các bạn đem về này, các bạn rửa thật sạch đi cho mình nhé. Các bạn rửa sạch đi, nếu các bạn có nước vi sinh các bạn đem rửa bằng 2 lần nước vi sinh ngâm rồi rửa 2 lần nước vi sinh đi rửa lại thì là hoàn toàn là cái mùi tanh và các cái loại bỏ được hết những cái con gì nó những cái chất bẩn bám ở đấy. Và sau đó thì các bạn sẽ dùng muối, mà muối ở đây là muối hạt, muối sạch và muối không có không pha iốt nhé các bạn nhé. Thế và các bạn cứ bắt đầu là các bạn rải lớp muối, xong lại một lớp cá, một lớp muối, một lớp cá. Và tỷ lệ muối ở đây thì mình cũng nói luôn là với cái tỷ lệ là 25%. Cứ 10 cân cá thì các bạn cho 2 cân rưỡi muối cho mình. Thế còn có nơi thì người ta dùng là 30% hoặc là 35-40% thì quá mặn luôn. Thế cho nên là với tỷ lệ 25% là vừa rồi. Nước mắm của mình hoàn toàn sẽ không mặn. Và các bạn bổ sung thêm cho mình mấy thứ này vào nhé. Thứ nhất là các bạn cho mình một cái chum này đấy, chum một tạ cá này này. Là mình cho 1 lít mật ong các bạn ạ. Mật ong cho vào đây để tác dụng gì? Là thứ nhất là để cho nó trung hòa, nó làm cho nước mắm mình sẽ ngọt lên hơn và nó trung hòa cái độ mặn của muối. Nó làm giảm cái độ mặn đi và cái nước mắm của mình sau này nó ngọt. Cái thứ hai là mật ong nó cũng không bị lên men, cho nên nó cũng không bị làm chua nước mắm nhé. Và cái thứ ba nữa là các bạn cho vào đây cho mình một quả dứa nướng. Mình để cả quả nhé, xong mình nướng lên, nướng kỹ lên, xong bắt đầu là mình cho băm nát cho vào đây. Thì cái tác dụng của cái quả dứa này là làm gì? Là nó để cho tiêu hủy những cái mỡ cá ấy các bạn ạ. Thì làm cho cái nước mắm của mình sau này nó không có cái vắng mỡ ấy. Đấy là cái quan trọng là như thế. Thì cái dứa sau khi ủ nó lên men, dứa nó sẽ tiêu hủy đi. Thế cho nên là các bạn chỉ cần như thế và cứ sau ủ kỹ sau 6 tháng thì các bạn cứ bỏ ra trời nắng, cứ thỉnh thoảng 1 tuần 1-2 lần các bạn bỏ ra, các bạn đảo kỹ này, trời nắng các bạn đảo kỹ cho mình và sau đó lại bịt vào và đóng kín vào và chúng cứ như thế. Và cứ hàng tuần hoặc hàng tháng, mình ở đây thì phải hàng tháng mình mới về, mỗi lần về là cứ đảo như thế này các bạn nhé.
Và đến khi mà nó tước hết sạch ra rồi thì phải mất 2 năm, 2 năm mình mới bắt đầu mình lọc. Và cái cách lọc như thế này ạ, các bạn dùng cho mình một cái vải phin. Vải phin các bạn đặt lên trên một cái giá, cái rổ, và bên dưới các bạn để cái chậu, một cái xô, thì các bạn cứ múc cái nước cá này các bạn cho lên đấy để tự nó khắc róc xuống các bạn nhé. Tự nó khắc, tự cứ nhỏ giọt rồi nó róc dần xuống, nước mắm nó sẽ trong thành màu nước mắm và nó sẽ trong luôn. Cái lọc này cũng tương đối chậm đấy các bạn ạ, cũng không nhanh đâu. Và khi mà chúng ta lọc như thế là chúng ta đã lấy ra được nước mắm, gọi là nước mắm chắt nhá. Không có đun lại cái gì cả, nước mắm đấy là chúng ta dùng được luôn đấy ạ. Cho nên là tất cả đồ dùng mình vẫn nói là phải rất là sạch sẽ. Thế và các bạn lọc như vậy cho mình. Sau khi mà lọc xong thì cái bã này các bạn lại cho vào cái chum này. Các bạn đun nước muối 25% nhá. Nước muối 25%. Cứ 10 lít nước thì các bạn lại cho vào 2 cân muối, 2 cân rưỡi muối đấy, là 25% muối các bạn lại cho vào cái chum này, các bạn lại ủ lại, lại cũng đảo lại như vậy. Thì đến khi sau này, sau 6 tháng các bạn lại chắt lại là được nước mắm lần 2. Thế và nếu mà các bạn còn thấy cái bã này còn tốt thì có thể làm lần 3, lần 4 thì tùy mọi người. Còn đối với mình chỉ làm 2 lần thôi. Còn đến lần sau là mình để bã nó để đi ủ làm phân thôi, chứ mình cũng không lọc lại đến lần thứ 3 nữa. Thì đấy, cái cách làm của mình rất đơn giản như vậy thôi. Thì các bạn hãy xem và làm cho gia đình để được có nước mắm sạch, ngon và hoàn toàn yên tâm phục vụ gia đình nhé. Thế còn bây giờ thì mình xin tạm dừng video ở đây. Ai chưa đăng ký thì đăng ký kênh cho mình và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và xin chào mọi người. Bye bye ạ.